xác minh người mặc y phục giống nhà sư đập vỡ kính ô tô ở Bình Dương. Người đàn ông đâm tử vong bàn nhậu sau cuộc tranh cãi. Điều tra vụ thanh niên tử vong dưới hồ trong trường Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Người đàn ông dũng cảm lao xuống dòng nước cứu cháu bé đuối nước. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi. Vừa rồi là những tin chính sẽ có trong chương trình. Còn bây giờ mời quý vị theo dõi phần thông tin chi tiết. Thưa quý vị, vừa qua trên mạng xã hội đã lan truyền đoạn clip về hình ảnh một người đàn ông mặc y phục giống nhà sư, liên tục xung gạch, đập vỡ kính ô tô ở Bình Dương gây chú ý trong dư luận. Trước hành vi manh động của người đàn ông này, tài xế chỉ biết bất lực ngồi trong xe, dùng điện thoại ghi lại toàn bộ diễn biến sự việc. Theo đó, vào sáng ngày 27 tháng 5, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông dùng gạch đập vỡ kính chắn gió của xe tải ngay giữa lòng đường trước sự bất lực của tài xế. Theo nội dung đoạn clip, một chiếc ô tô tải đang nổ máy dừng bên đường, có bật đèn tín hiệu cảnh báo. Phía trước xe, một người đàn ông mặc y phục có sắc màu giống của nhà sư, tay cầm vật cứng, liên tục đập vào kính chắn gió khiến kính vỡ nát. Trong lúc đó, tài xế ngồi trên chiếc xe đã khóa cửa, lấy điện thoại lại quay sự việc. Đoạn clip sau đó được đăng tải gây xôn xao dư luận cộng đồng mạng. Theo lời nam tài xế, khoảng 4 giờ ngày 27 tháng 5, khi anh đang lái xe tải lưu thông ở trên đường Bùi Thị Xuân đến đoạn giáp danh giữa thành phố Thuận An và thành phố Dĩ An, Bình Dương, thì bị người đàn ông kể trên chặn lại. Người này dùng gạch đập liên tiếp vào kính chắn gió của xe. Sau khi đập vỡ kính, người đàn ông bỏ đi. Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn chưa được xác định. Công an địa phương đang tiến hành xác minh để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định. Tuy nhiên, hành động của người đàn ông kia không chỉ mang phá hoại tài sản của người khác mà còn gây nguy hiểm đến tài xế và những phương tiện giao thông xung quanh. Vụ việc cần phải được nhanh chóng xác minh về hành động gây phẫn nộ của người này. Vừa qua, trong một cuộc nhậu giữa những người đàn ông, bất ngờ xảy ra tranh cãi về việc sử dụng lưới bắt quái có bị công an xử phạt hay không. Vậy nhưng sự việc không dừng lại ở việc tranh luận, do không giữ được bình tĩnh, một người đã dùng dao đâm bạn nhậu, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong sau đó. Sự việc xảy ra vào tối ngày 20 tháng 5, Trịnh Văn Sơn, 31 tuổi, trú xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh và anh Nguyễn Tư Duy, 32 tuổi, trú xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc cùng 3 người khác đến uống bia tại quán nhậu ở thôn Tiến Thịnh, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc. Trong cuộc nhậu, Sơn và anh Duy xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi về việc sử dụng lưới bắt quái đánh cá có bị công an xử phạt hay không. Quá bức xúc nên anh Duy đã sử dụng cốc thủy tinh tác động vật lý vào Trịnh Văn Sơn gây chảy máu. Vì vậy, Sơn bức xúc chạy vào gian phòng bếp lấy hai con dao nhọn tấn công, đâm liên tiếp vào anh Nguyễn Tư Duy khiến cho nạn nhân bị thương. Do vết thương quá nặng, anh Nguyễn Tư Duy bị tử vong do mất máu cấp. Sau đó, anh Sơn đã đến trụ sở công an đầu thú, khai nhận về hành vi phạm tội của mình. Ngày 23 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam trong thời hạn 4 tháng đối với Trịnh Văn Sơn. Theo thông tin mới nhất về vụ việc, ngày 26 tháng 5, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bị can Trịnh Văn Sơn, sinh năm 1993 về tội giết người, theo quy định tại Điều 123 Bộ Luật Hình sự. Trước đó, hàng loạt những vụ án mạng xuất phát từ mâu thuẫn trên bàn nhậu đã để lại nhiều hậu quả nặng nề. Chỉ vì nóng giận cùng với tinh thần không tỉnh táo, những người này thường không kiềm chế được cảm xúc mà đã ra tay với bạn của mình. Mới đây, tại khu vực hồ nước trong trường Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, người dân phát hiện một nam thanh niên tử vong bất thường đeo chiếc ba lô chứa một cục đá. Vụ việc nhanh chóng được báo cho công an, phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân. Theo đó, vào tối ngày 26 tháng 5, công an thành phố Dĩ An tỉnh Bình Dương đang phối hợp cùng với đơn vị nghiệp vụ làm rõ nguyên nhân một thanh niên được phát hiện dưới hồ đá trong trường Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ chiều cùng ngày, người dân đi câu cá trong khu hồ đá ở Đại học Quốc gia thì phát hiện một xác người nổi dưới hồ nên trình báo. Nhận thông tin, công an địa phương đã tới phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và tiến hành vớt thi thể của nạn nhân lên bờ để khám nghiệm. Theo ghi nhận ban đầu, nạn nhân mặc quần đùi, áo đá bóng, áo khoác, trên lưng có mang một ba lô đựng một cục đá, có một chiếc điện thoại, không giấy tờ tùy thân, nhận định đã tử vong khoảng 2-3 ngày. Vụ việc thu hút hàng trăm người hiếu kỳ tập trung theo dõi. Tới 17:30, thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác để khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc. Hiện các đơn vị nghiệp vụ đã vào cuộc xác minh danh tính nạn nhân để phục vụ công tác điều tra. Vụ một người tử vong dưới hồ đá làng Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đang được tiếp tục làm rõ. Tiếp theo chương trình xin được chuyển sang thông tin khác.
Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh người đàn ông lao xuống sông cứu cháu bé bị đuối nước, khiến nhiều người xôn xao. Được biết trước đó, trong lúc đang quét sân, người đàn ông phát hiện cháu bé chới với giữa sông nên lao xuống ứng cứu, đưa cháu lên bờ an toàn. Hành động của người đàn ông đã khiến cư dân mạng bày tỏ sự cảm thán về sự dũng cảm này. Theo dõi đoạn clip cho thấy, một cháu bé không may trượt chân ngã xuống sông do không biết bơi nên đã bị cuốn ra xa, chơi vơi giữa dòng nước. Phát hiện sự việc, một người đàn ông đã nhanh chóng nhảy xuống sông, đưa cháu bé lên bờ. Có lẽ do sợ hãi và uống nhiều nước nên cháu bé òa khóc, cố bám vào người đàn ông như một chiếc phao cứu mạng. May mắn cô bé đã được đưa vào bờ an toàn. Ngay khi bé gái được đưa đến gần bờ, một người đàn ông đã hỗ trợ bế cháu bé lên bờ và làm công tác sơ cứu cho nạn nhân. Sáng ngày 27 tháng 5, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Đông Giang, thành phố Đông Hà, Quảng Trị cho biết, thông tin về người đàn ông vừa dũng cảm lao xuống sông ứng cứu cháu bé kịp thời bị đuối nước. Cụ thể, vào khoảng 17 giờ ngày 25 tháng 5, một cháu bé khi ra chơi tại bờ sông Hiếu chảy qua địa bàn của phường Đông Giang và Đông Thanh, thành phố Đông Hà, không may bị trượt chân, rơi xuống nước. Nghe tiếng kêu cứu, anh Phạm Văn Phúc, sinh năm 1992, trú tại khu phố 1, phường Đông Thanh, ngay lập tức lao xuống ứng cứu người bị nạn. Nhớ lại khoảnh khắc đó, anh Phúc cho biết, khi đang quét sân, anh nghe tiếng kêu từ khu vực bờ sông nên chạy ra xem. Lúc tôi chạy ra, thấy một cháu bé đang dần chìm dưới sông. Tôi lập tức lao xuống, khoác cháu nổi lên rồi đưa lên bờ để sơ cứu. Rất may đến nay, sức khỏe cháu bé đã ổn định. May mắn có sự xuất hiện kịp thời của người đàn ông nên cháu bé đã được cứu sống, tránh xảy ra vụ đuối nước thương tâm. Hành động của người đàn ông đã nhanh chóng được ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội. Nhiều người dành lời khen cho sự dũng cảm của người đàn ông. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Đông Giang cho biết sự việc xảy ra trên địa bàn nhưng người cứu cháu bé lại ở phường khác, nên địa phương sẽ có kế hoạch phối hợp nhằm kịp thời biểu dương, khen thưởng đối với hành động dũng cảm của anh Phúc. Trên thực tế, trong những ngày gần đây, tại một số địa phương trong cả nước xảy ra nhiều vụ đuối nước với hậu quả rất thương tâm. Kỳ nghỉ hè dài ngày đang tới rất gần, nguy cơ đuối nước ngày càng rình rập nhiều hơn. Theo đó, mỗi cá nhân và gia đình đang có những kế hoạch đưa trẻ đi du lịch tới những nơi có môi trường như là nước, sông suối, biển đảo thì việc trang bị kiến thức phòng chống đuối nước là rất quan trọng. Đặc biệt cần quan sát, trông giữ trẻ cẩn thận ở những vùng có hồ nước, tránh xảy ra những hậu quả không đáng có. Người dân xếp hàng thắp hương cho các nạn nhân trong vụ cháy ở Trung Kính. Tìm thấy trung úy công an mất tích khi đang làm nhiệm vụ. Phát hiện thi thể nam giới đang phân hủy trong rừng sâu. Cận cảnh ba tên trộm đột nhập trường học lúc nửa đêm. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi. Vừa rồi là những tin chính sẽ có trong chương trình. Còn bây giờ mời quý vị theo dõi phần thông tin chi tiết. Thưa quý vị, vụ cháy nhà trên phố Trung Kính xảy ra khiến 14 người tử vong, đã trôi qua vài ngày, nhưng đã để lại nhiều nỗi đau không chỉ cho gia đình các nạn nhân, mà còn đối với dư luận. Kể từ sau khi sự việc xảy ra, tại ngôi nhà trong con ngõ nhỏ, khói hương nghi ngút được thắp lên bởi nhiều người dân để tưởng nhớ các nạn nhân xấu số. Kể từ vụ cháy xảy ra tại căn nhà số 1 hẻm 31 ngách 98 ngõ 43 phố Trung Kính, nhiều người dân đã đến đây thăm hỏi thắp hương cho các nạn nhân xấu số. Chiều tối 26 tháng 5, gần 2 ngày sau khi xảy ra vụ cháy kinh hoàng, vẫn rất đông người dân đến thắp hương cho các nạn nhân. Trước cổng khu nhà trọ bị cháy, một bàn thờ tạm đã được dựng lên. Trên đó là bát hương, bát cơm, quả trứng cùng hoa quả vàng lễ do người trong ngõ cũng là họ hàng của gia chủ khu nhà trọ chuẩn bị sẵn. Những người ở xa đến viếng nhẹ nhàng đặt thêm bó hoa, cành hoa, hộp bánh. Tại hiện trường, một số xe đạp điện và bình chữa cháy vẫn đang được để lại. Ngoài ra, người dân cũng căng bạt để làm phần mái che cho bàn thờ được đặt phía bên ngoài hiện trường vụ cháy. Danh sách 14 người tử vong trong vụ cháy đã được cơ quan chức năng quận Cầu Giấy công bố. Thi thể họ đã được các gia đình đưa về quê mai táng. Còn với những người dân ngõ 119 cũng như bà con đến viếng, đến lúc này vẫn chưa hết bàng hoàng xót xa, rất đông người dân đến thắp hương cho các nạn nhân. Anh Nguyễn Đăng Văn, sinh năm 1993 cho biết, mấy hôm nay tôi theo dõi sự việc và rất đau lòng. Hôm nay tôi cùng vài người bạn đến hiện trường để thắp nén nhang tưởng nhớ người đã khuất. Chị Khang trú tại quận Cầu Giấy cũng cho biết đến hiện trường để thắp nén hương cho những nạn nhân đã ra đi. Chị chia sẻ, đây là thảm họa tang thương, là điều không ai mong muốn. Đến nay tôi chỉ biết cầu mong cho người đã mất sớm siêu thoát. Những người may mắn sống sót hãy cố gắng vượt qua giai đoạn này, ổn định cuộc sống. Bằng Hồ Minh Trọng,
Sinh viên đang trọ khu nhà ngay sát vẫn nhớ như in đêm xảy ra vụ cháy. Giữa đêm, cậu và các bạn nghe thấy tiếng nổ lớn, mở cửa chạy ra ngoài thì khu nhà số 1 có cửa hàng sửa chữa xe máy, xe điện của chú Hùng có cháy. Trọng cùng bạn hô hoán hỗ trợ bà con lối xóm xách nước hắt vào bên trong cánh cổng đang bị khóa. Trọng nhớ lại, lúc ấy ngọn lửa bùng lên rất mạnh ngay cổng vào sân nơi có cửa hàng sửa xe. Nhiều người trọ ở ngôi nhà 3 tầng bên trong kêu cứu. Nhưng lửa bùng lên rất nhanh, chúng tôi chỉ biết truyền tay nhau từng xô nước hất vào mà không ăn thua. Một lúc sau, khi cảnh sát phòng cháy chữa cháy đến thì lửa đã bao trùm kín cả khoảng sân phía trong, xếp hàng nhiều xe máy. Giờ mỗi lần đi ngang qua cổng ngôi nhà số 1, Trọng lại rùng mình. Cậu dừng lại thắp một nén hương cho những người đã khuất. Trọng ngậm ngùi, những nén hương như một lời chia buồn của em với những nạn nhân xấu số, giá mà có một phép nhiệm màu nào xảy ra. Đến nay, ngôi nhà xảy ra cháy khiến 14 người tử vong vẫn đang được lực lượng chức năng túc trực và khám nghiệm. Chỉ những người thân và những người sinh sống xung quanh hiện trường mới có thể vào bên trong, nơi đặt chiếc bàn thờ tạm. Vì vậy, một số người dân đứng từ xa chia buồn cùng các nạn nhân. Đứng phía ngoài khu vực hàng rào nhìn về phía chiếc bàn thờ, được dừng tạm không ai cầm nổi nước mắt. Một số người dân hỗ trợ sắp lễ khi có người đến viếng. Đa phần những người đến thắp hương tại đây đều không quen biết các nạn nhân, nhưng thông tin về vụ cháy quá đỗi thương tâm khiến họ mong muốn được thắp nén nhang an ủi vong linh những người đã mất. Nhiều bạn trẻ là sinh viên cũng đến hiện trường để thắp hương tưởng niệm các nạn nhân. Trong số 14 người tử vong ở vụ cháy nhà trọ trung kính, đa phần đều trẻ tuổi. Chiều 26 tháng 5, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi thư khen hành động dũng cảm cứu nạn nhân mắc kẹt trong đám cháy ở phố Trung Kính, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Trong thư, Thủ tướng bày tỏ rất xúc động khi biết trong vụ cháy, các anh Phạm Quốc Luật, Nguyễn Kim Long, Hoàng Anh Tuấn, Đồng Văn Tuấn đã dũng cảm, không quản ngại khó khăn nguy hiểm, dùng thang leo lên tầng cao và sử dụng búa tạ để đập tường kịp thời giải cứu các nạn nhân trong vụ cháy. Đại diện Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy cho biết lãnh đạo quận Cầu Giấy và các đoàn thể chính trị xã hội của quận và phường Trung Hòa đã đến thăm hỏi động viên chia sẻ hỗ trợ người bị nạn. Sau vụ cháy nhà trọ khiến 14 người tử vong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu quận, huyện, thị xã thành lập các tổ công tác tổ chức rà soát kiểm tra 100% cơ sở nhà trọ, hoàn thành trước ngày 15 tháng 6. Vụ hỏa hoạn kinh hoàng vừa qua đã cướp đi mạng sống của 14 người vô cùng thương tâm. Một lần nữa, chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân xấu số. Hy vọng rằng gia đình sẽ sớm có thể gượng lại nỗi mất mát này để trở lại với cuộc sống bình thường trong thời gian tới. Liên quan đến vụ một trung úy công an bất ngờ mất liên lạc khi đang làm nhiệm vụ trên sông Hồng, gây xôn xao dư luận. Sau gần 2 ngày tìm kiếm, thi thể của trung úy công an Hà Nội mất tích đã được tìm thấy ở giữa sông Hồng, khu vực gần chân cầu Thăng Long. Như đã đưa tin, khoảng 22 giờ đêm ngày 24 tháng 5, trung úy Nguyễn Thanh Tùng điều khiển cano đi tuần tra trên sông Hồng, đoạn Chèm, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội rồi mất liên lạc. Khoảng 1 tiếng sau, đồng đội phát hiện chiếc cano trôi tự do, trên đó có điện thoại và một đôi dép. Gia đình và đơn vị đã tiến hành tìm kiếm, đồng thời đăng tin trên mạng xã hội để người dân có thể hỗ trợ. Người nhà và cơ quan chức năng cùng người dân thuyền chài nỗ lực tìm kiếm trung úy Tùng ở khu vực sông Hồng. Đến tối ngày 26 tháng 5, anh T.L., người thân của trung úy Nguyễn Thanh Tùng, cán bộ đội cảnh sát giao thông đường thủy số 1 thuộc phòng cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng tìm thấy trung úy Tùng bị mất tích cách đây 2 ngày trong khi làm nhiệm vụ. Tình trạng lúc tìm thấy là đã tử vong. Thi thể của trung úy được tìm thấy vào lúc 15 giờ 50 phút chiều ngày 26 tháng 5. Vị trí ở giữa sông Hồng, cách thượng lưu cầu Thăng Long khoảng 300 mét. Sau đó thi thể được chuyển về khu vực làng chài ven sông thuộc xã Võng La, huyện Đông Anh để khám nghiệm tử thi. Nếu không có gì bất thường, gia đình sẽ tiếp nhận thi thể để tổ chức tang lễ. Hiện nguyên nhân vụ việc khiến trung úy công an bất ngờ mất tích rồi tử vong vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật đến quý vị. Vừa qua, thông tin từ Công an xã Quang Trung, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng cho biết, nhận tin báo có một thi thể trong rừng sâu. Qua xác định nạn nhân là nam giới nhưng do thi thể đang trong quá trình phân hủy mạnh nên rất khó để nhận dạng. Ngay sau khi nhận được tin báo từ người dân về việc xuất hiện một thi thể nam giới đang phân hủy trong rừng, lực lượng chức năng đã lập tức có mặt bảo vệ hiện trường, chờ cơ quan pháp y khám nghiệm tử thi. Tại hiện trường, thi thể xác định là nam giới nằm sấp, tuy nhiên thi thể đang trong quá trình phân hủy mạnh nên rất khó để nhận dạng. Ông Nông Thanh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quang Trung cho biết vào khoảng 10 giờ sáng ngày 26 tháng 5, người dân phát hiện xác một người đàn ông đang trong quá trình phân hủy mạnh, không thể nhận dạng. Theo ông Hùng, thời gian gần đây trên địa bàn xã không có trường hợp người nào mất tích, mất liên lạc
nên không loại trừ người đàn ông này từ nơi khác đến rồi tử vong tại khu vực rừng sâu kể trên. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc. Tiếp theo chương trình xin được chuyển sang các thông tin khác. Một trường tiểu học, trung học cơ sở ở Kon Tum vừa qua bị kẻ gian đột nhập phòng làm việc của nhà trường trộm cắp tài sản trị giá hơn 16 triệu đồng. Đáng chú ý, mọi hành động trộm cắp tinh vi của băng nhóm này được camera an ninh ghi lại. Cụ thể, ngày 22 tháng 5, Công an thành phố Kon Tum nhận được tin báo trường tiểu học, trung học cơ sở Ngọt Bay, thôn Măng La, xã Ngọt Bay bị kẻ gian đột nhập phòng làm việc của nhà trường trộm cắp tài sản trị giá hơn 16 triệu đồng. Theo camera an ninh của trường ghi lại, khoảng 3 giờ 45 phút ngày 22 tháng 5, trong khu nhà làm việc của trường có hai thanh niên mặc áo trùm đầu, đeo khẩu trang, đầu đội đèn pin đột nhập trộm cắp tài sản, một người khác đứng cảnh giác ngoài cổng trường. Qua điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Kon Tum đã ra lệnh bắt khẩn cấp hai người tham gia vụ trộm là A Linh và A Ken. Qua đó thu giữ trong người A Linh số tiền hơn 5,8 triệu đồng và A Ken số tiền 1,3 triệu đồng cùng điện thoại nhãn hiệu Oppo do dùng tiền trộm cắp mua. Tại cơ quan công an, A Linh và A Ken khai tham gia vụ trộm còn có A Ken 26 tuổi, ngụ thôn Cơ Năng, xã Ngọt Bay. Trong đó A Ken đứng cảnh giới ngoài cổng, A Ken và A Linh đột nhập văn phòng để trộm cắp lấy tiền chia nhau tiêu xài. Cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra truy xét với A Ken để làm rõ vụ việc. Hiện nay tình trạng trộm cắp ngày càng tinh vi và manh động, vì vậy mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác, lắp đặt thêm các thiết bị chống trộm, bảo quản tài sản có giá trị cẩn thận. Khởi tố đối tượng sát hại bạn nhậu vì câu chuyện cái lưới đánh cá. Mẹ nam sinh lớp 8 bác tin đồn nhận tiền tỷ của gia đình nghi phạm. Thông tin mới, vụ nhà chồng cuồng tính giam cầm hành hung vợ tại Phan Thiết. Lào Cai xác minh việc thu 500.000 đồng một lượt xe hàng vào cửa khẩu Kim Thành. Xin kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi. Vừa rồi là những tin chính sẽ có trong chương trình. Còn bây giờ mời quý vị theo dõi phần thông tin chi tiết. Thưa quý vị, vào ngày 26 tháng 5, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa phê chuẩn quyết định khởi tố lệnh tạm giam đối với bị can Trịnh Văn Sơn, sinh năm 1993 về tội giết người. Theo điều tra, khoảng 19 giờ 45 phút ngày 20 tháng 5 tại quán nhậu Phước Dũng thuộc xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, do tranh cãi về việc sử dụng lưới bát quái bắt cá có bị công an xử phạt hay không, Nguyễn Tư Dê, sinh năm 1992, trú tại thôn Vĩnh Gia, xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc, đã cầm cốc thủy tinh ném vào đầu Trịnh Văn Sơn, sinh năm 1993, trú tại xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, gây chảy máu. Bức xúc, Sơn chạy vào gian phòng bếp của quán nhậu lấy dao nhọn ra đòn liên tiếp vào người anh Dê, dẫn đến tử vong do mất máu cấp. Sau đó, Trịnh Văn Sơn đã đến trụ sở công an xã Phú Lộc, huyện Can Lộc đầu thú khai nhận về hành vi phạm tội của mình. Xét thấy hành vi của Sơn đủ yếu tố cấu thành tội giết người, thuộc trường hợp phạm tội có tính chất côn đồ, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã phê chuẩn các lệnh quyết định trên. Mẹ nam sinh lớp 8 bác tin đồn nhận tiền tỷ của gia đình nghi phạm. Thưa quý vị, đám tang của nam sinh lớp 8 bị hành hung đến tử vong diễn ra không lâu thì trên mạng xã hội bỗng rộ lên tin đồn của nam sinh này đã nhận số tiền lên đến hàng tỷ đồng của gia đình nghi phạm. Mới đây, mẹ nam sinh đã lên tiếng bác bỏ tin đồn vô căn cứ nói trên. Ngày 26 tháng 5, chị Nguyễn Thị Lan, mẹ nam sinh lớp 8 bị hành hung đến tử vong vừa lên tiếng bác bỏ tin đồn nhận tiền tỷ của gia đình nghi phạm, hòng bỏ qua vụ việc. Luật sư Nguyễn Anh Thơm, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, người trợ giúp pháp lý cho nam sinh cũng xác nhận thông tin này. Luật sư Nguyễn Anh Thơm cho biết, sau khi chu toàn hậu sự cho con trai, chị Lan gửi lời cảm tạ và biết ơn đến các cơ quan chức năng và tất cả mọi người đã giúp đỡ tiễn đưa con trai mình về nơi an nghỉ cuối cùng tại quê nhà Phú Thọ. Song song với đó, chị Lan cũng bác bỏ tin đồn thất thiệt cho rằng hai mẹ con nhận tiền của ba bố con nghi phạm và tiến hành hòa giải. Chị Lan nói trong video cảm ơn và đề nghị cơ quan chức năng làm sáng tỏ vụ việc. Mẹ con em khẳng định không có việc nhận 1 tỷ, 2 tỷ hay 3 tỷ của ba bố con nhà họ và cũng không có việc hòa giải với họ. Em vẫn luôn quyết liệt đề nghị cơ quan pháp luật giải quyết vụ việc, lấy lại công bằng cho con trai em. Diễn tiến vụ nam sinh lớp 8 bị hành hung, theo Công an Hà Nội xảy ra khoảng 15 giờ ngày 17 tháng 3. Cháu TVK sinh năm 2012, chơi tại khu vực Đình Lệ Mật, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội, thì phát sinh mâu thuẫn và bị nam sinh NHD tát vào mặt. Cháu TVK chạy đi gọi anh trai là TVM để nhờ giải quyết mâu thuẫn.
Hai anh em trên đường đi bộ ra sân đình Lệ Mật thì gặp bố đẻ là anh TVT nên kể lại sự việc. Lúc này, anh T thấy cháu TVM chạy vào tấn công, làm nam sinh D ngã ra đất thì vào can ngăn rồi chở hai con về nhà. Sau đó anh trở lại khu vực sân đình Lệ Mật thì thấy D có biểu hiện choáng, mặt tái nên đã đưa vào Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cấp cứu. Sau đó chuyển Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 điều trị. Bệnh viện xác định nam sinh lớp 8D bị chấn thương sọ não, hôn mê, tiên lượng tử vong cao. Ngày 21 tháng 5, sau gần 2 tháng điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, nam sinh D đã tử vong. Gia đình lo hậu sự cho nam sinh xấu số tại quê nhà, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Hiện vụ án vẫn đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra. Thông tin mới, vụ nhà chồng cuồng tính giam cầm hành hung vợ tại Phan Thiết. Trong hai ngày 24 và 25 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Thiết, Bình Thuận đã phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp tổ chức đối chất trong vụ tố cáo giữ người trái phép luật, bạo hành dã man do cuồng tín tà giáo Thiên Triều Nam Quốc. Cụ thể, cơ quan điều tra đã cho đối chất giữa nạn nhân là chị TTBG 33 tuổi với chồng cũ là ông NTT và hai người chị chồng. Tuy nhiên, những người trong gia đình chồng cũ đều phủ nhận việc gây thương tích và giam giữ chị Dê trái pháp luật. Theo kết quả giám định của Trung tâm Giám định Y khoa Pháp y Bình Thuận, chị Dê có 10 vết thương với tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể 20%. Các chấn thương đều do vật tày gây ra với lực tác động mạnh. Những người trong gia đình chồng cũ chị Dê đều cho rằng các thương tích trên đều do chị Dê gây ra. Theo tố cáo của chị Dê, chị và NTT kết hôn vào năm 2014, có với nhau 3 con chung sống ở xã Thiện Nghiệp. Sau đó, cả gia đình cùng cha mẹ, chị chồng chuyển về thuê nhà tại đường Nguyễn Phúc Nguyên, phường Phú Thủy vì cho rằng căn biệt thự ở Thiện Nghiệp có tà ma. Theo tố cáo của chị Dê, từ đầu năm 2023, cả gia đình chồng bị dụ dỗ tham gia vào tổ chức có tên Thiên Triều Nam Quốc. Từ thời điểm này, họ cho rằng chị Dê là yêu quái đầu thai và về làm dâu để hãm hại cả gia đình của họ nên sau khi ép buộc ly hôn, cả gia đình liên tục gây thương tích cho chị. Sau đó, gia đình của chồng cũ thay ổ khóa, thu giữ điện thoại, không cho Dê tự ý ra ngoài và liên hệ với người thân, bạn bè. Từ thời điểm này, nhiều người trong gia đình T bắt đầu hành hung chị Dê với lý do để trừ tà, ép chị Dê viết giấy nhận tội, đã dùng bùa ngải hãm hại gia đình chồng cũ ăn cắp tiền ngoại tình. Nếu chị Dê phản kháng sẽ bị tác động hoặc tuyên bố nếu không thực hiện, sẽ cho con gái của chị Dê uống nước thải. Vì thương con, chị Dê phải thực hiện. Theo tố cáo của chị Dê, thời điểm đó chị không dám trốn thoát hay cầu cứu vì những người trong giáo phái Thiên Triều Nam Quốc tuyên bố nếu chị kêu cứu hoặc bỏ trốn sẽ khống chế cho ba con nhỏ của chị Dê uống thuốc độc. Ngày 18 tháng 4, chị chồng đưa nạn nhân về nhà cha mẹ ruột ở xã Phong Nẫm, Phan Thiết để lấy cuốn sổ mà gia đình chồng cho rằng chị Dê đã lấy cắp trước đó. Khi đó, cha mẹ ruột chị Dê phát hiện mặt, tay và cơ thể con gái đầy thương tích nên hô hoáng và đưa chị Dê đến cơ quan công an trình báo. Đáng chú ý, một số clip được đưa lên mạng xã hội được cho là hình ảnh cúng bái kỳ dị của gia đình chồng cũ chị Dê. Thậm chí họ còn dựng lên pháp trường để hành hình các hình nộm mà họ gọi tên bằng cách ném vào chảo lửa. Chị Dê cho biết hiện nay ba đứa con của chị và hai con của người chị chồng cũ đều không được đến trường. Được biết, trước những lùm xùm vừa qua, người chủ nhà trên đường Nguyễn Phúc Nguyên đã lấy lại, không cho gia đình chồng cũ của chị Dê tiếp tục thuê. Lào Cai xác minh việc thu 500.000 đồng một lượt xe hàng vào cửa khẩu Kim Thành. Ngày 25 tháng 5, trên một số trang mạng xã hội lan truyền đoạn video clip có nội dung một người đàn ông đứng ra thu 500.000 đồng một lượt xe chở hàng xuất khẩu đi vào khu vực bến bãi ở cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành. Ngay khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh sự việc. Trong đoạn hội thoại trên video clip, một người đàn ông đứng ra thu tiền của một lái xe tải chở hàng vào bến bãi ở cửa khẩu Kim Thành nói rằng đó là tiền vào cổng cửa khẩu, tiền cổng là tiền cổng, tiền bãi là tiền bãi. Hai loại phí này được các lái xe bắt buộc phải đóng khi vào khu vực cửa khẩu Kim Thành. Ngay sau khi video clip được lan truyền trên mạng xã hội đã tạo ra nhiều bình luận trái chiều. Trước một số thông tin cho rằng, việc thu tiền phí 500.000 đồng một lượt xe nói trên liên quan đến bãi tập kết phương tiện xuất nhập khẩu KB2, ông Phạm Hùng, trưởng phòng quản lý cửa khẩu, ban quản lý khu kinh tế Lào Cai cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin và đang đề nghị đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai, đơn vị có trách nhiệm chính về giữ gìn an ninh trật tự tại khu vực cửa khẩu Kim Thành vào cuộc xác minh làm rõ sự việc. Tối 22 tháng 5,
Đại diện trạm biên phòng cửa khẩu Kim Thành, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai cho biết, ngay sau khi nhận được phản ánh, đơn vị đã xác minh những nội dung trong clip nói trên. Bước đầu, trạm xác định người được cho là đứng ra thu tiền 500.000 đồng một lượt một phương tiện vào khu vực cửa khẩu tên Cường. Nhân viên thuộc hộ kinh doanh Minh Khai, hộ này thường xuyên có tờ khai xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Kim Thành. Cũng theo đại diện trạm biên phòng cửa khẩu Kim Thành, lực lượng công an thành phố Lào Cai cũng đang vào cuộc điều tra xác minh nội dung clip để xử lý theo quy định của pháp luật. Trong khi cả thế giới đang căng mình nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng thuốc ngăn ngừa bệnh ung thư, thì trên mạng xã hội xuất hiện sản phẩm Smart A được quảng cáo chữa lành cho bệnh nhân bị ung thư. Theo tìm hiểu, chúng tôi tìm đến một kho xưởng sản xuất Smart A, công ty trách nhiệm hữu hạn ứng dụng khoa học công nghệ quốc tế, đường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Tại đây, chúng tôi được đưa vào trong căn phòng kín nơi đang diễn ra buổi tư vấn sản phẩm Smart A. Đang nói, hầu hết những người tham gia hội thảo này chủ yếu là người già mắc các bệnh như ung bướu, tiểu đường, u xơ. Đang hướng dẫn trong một một nhóm. Đâu đó thì bây giờ khoảng tầm hơn 500 thành viên. Còn đa số là những bệnh nhân, và bệnh nhân trong đó thì chủ yếu là u bướu, ung thư. Có thể có những tỷ lệ phần trăm khoảng 5-10% là những bệnh nhân nặng, ví dụ như là tim mạch nặng. Theo như giới thiệu, đây là chuyên gia Trần Đức Hùng, người đang hỗ trợ chăm sóc chữa lành cho hàng chục bệnh nhân ung thư. Để mở bàn cho buổi hội thảo hấp dẫn, vị chuyên gia này quảng cáo 4 sản phẩm được coi là thần dược của công ty. Sản phẩm đầu tiên trong bộ sản phẩm chăm sóc sức khỏe đó là tiềm thải độc thảo dược. Thì trong cái thành phần ở đây có nghĩa là diệp hạ châu và lá nô hội. Nhưng một điều đặc biệt với bộ sản phẩm này thì trong nhóm chăm sóc đặc biệt Hùng quan sát như này. Tới 80% các cô bác anh chị ung thư là đều thải ra sáng. Cô bác anh chị chúng ta đặt mua tại công ty thì đâu đó chỉ trên dưới 300 nghìn thôi. Sản phẩm V5. Và với cái chai V5 này thì trong nhóm chăm sóc đặc biệt ấy, các cô bác anh chị cũng như Hùng thường nói với nhau đó là cái nước của sự sống. Có rất nhiều những người đang nằm một chỗ chỉ thải độc đại tràng xong và dùng thêm một chút V5 thôi, họ đứng dậy đi ngay lập tức. Qua lời người đàn ông này, đây được coi như một loại nước thần chữa bách bệnh. Thế nhưng, trên trang bán hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn ứng dụng khoa học công nghệ quốc tế đăng tải phiếu kết quả kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia. Loại nước này chỉ là nước súc miệng có khả năng diệt khuẩn thông thường. Ghi trên này thì nó chỉ là chai nước muối thông thường. Nhưng xin thưa với cô bác anh chị là trong cộng đồng, bây giờ đã thống kê lại là giải quyết trên 100 các loại bệnh khác nhau. Và nếu như các bác anh chị nào có người nhà hoặc chúng ta bị viêm tai giữa, thì chúng ta pha ra với tỷ lệ khoảng tầm 1:5 và 1:8, chúng ta rửa sạch xong bắt đầu chúng ta giọt trực tiếp khoảng 2-3 giọt thôi. Thì với cách đây khoảng 1 tuần cùng xử lý cho một bé nhỏ 3 năm, có nghĩa là cháu được 3 năm 3 tuổi đấy, thì bị viêm tai giữa chỉ đến ngày thứ 2 thôi là cháu không. Hiện nay thì cũng đã có một số các cái thông tin về vấn đề là sử dụng nước kiềm để hạn chế sự tiến triển của bệnh ung thư. Tuy nhiên thì cũng mới đang có một vài nghiên cứu đi sâu vấn đề này, chứ còn chưa có bất cứ một cái thông tin chính thức gì, một cái khuyến cáo chính thức nào để mà sử dụng nước kiềm trong cái việc điều trị ung thư. Liệu nước thông thường mà chúng ta sử dụng thì có độ pH khoảng 6,5 đến 8,5 tùy theo nguồn gốc và cách xử lý nước. Thì cái nước kiềm nó có độ pH khoảng độ từ 8 đến 10. Và trong một số các cái chế độ chúng ta có thể sử dụng cái độ kiềm cao hơn. Tuy nhiên khi mà sử dụng độ kiềm vượt quá 10, chúng ta phải sử dụng rất chặt chẽ và có hướng dẫn, có chỉ định. Không chỉ chữa được ung thư, chính những sản phẩm nêu trên còn được quảng cáo chữa được cả bệnh tiểu đường. 90% tiểu đường là chuyện nhỏ, chỉ 10% tiểu đường mà nó biến chứng rồi, chuyển sang suy gan, suy thận, rồi bị hoại tử chân, túi. Cái chương trình của mình ấy chỉ cần là người tiểu đường bình thường áp dụng là nó có tác dụng. Thông thường nhá, là người tiểu đường là chỉ có khoảng 1 tháng rưỡi, 3 tháng ok luôn. Là hết tiểu đường luôn. Đánh vào tâm lý những người già, người bệnh, thần thanh hóa công dụng các loại thuốc là chiêu trò các đội nhóm Smart A đang sử dụng để lùa gà,
khiến hàng chục người bỏ cả gần chục triệu bạc ra mua một bộ sản phẩm chỉ với công dụng như nước muối và thuốc bổ. Đoạn đường Dương Văn Cam, phường Linh Tây, thành phố Thủ Đức dài khoảng 200 mét thường xuyên bị ngập sau mưa lớn. Do đó, nhiều hộ dân nơi đây buộc phải bỏ chi phí để nâng nền cao hơn mặt đường từ 0,5 đến 1,2 mét để tránh ngập. Lần thứ ba nâng nhà, anh Nguyên Sang, phường Linh Tây, thành phố Thủ Đức đã đôn nền nhà lên 1,2 mét nhưng vẫn phải chạy ngập mỗi khi mưa lớn. Nền nhà này là anh nâng cách đây cũng khoảng 9 năm, 10 năm rồi. Nhà anh là nâng nền cái đợt này là đợt thứ 3 rồi. Mỗi lần anh nâng nền lên là 5 tấc, mà sau đó đường nâng lên thì nhà anh lại thấp hơn 5 tấc so với mặt đường. Anh nâng lên đường lần thứ 2 nữa thì cũng cao hơn mặt đường là 5 tấc. Thì nó cũng bây giờ nó cũng lần thứ 2 nó cũng thấp hơn mặt đường là 5 tấc nữa. Đó. Đường cái cuối cùng là anh mới nâng lên đó, là anh nâng lên một mét mốt mét hai luôn, nên bây giờ thì cái nhà anh ấy, nếu mà nhà anh mà ngập là toàn bộ khu vực này ngập hết. Nhưng mà đợt mưa vừa rồi á, là nó lên tới bậc thứ 3 luôn, thì thường xuyên ngập, nên anh chỉ mong muốn là làm sao cho nó đỡ ngập, cho người dân đỡ khổ thôi. Cuộc sống mình giờ nó khó khăn quá, cứ hễ mỗi lần trời mưa là không có làm gì được hết, phải lo dọn dẹp, lo vô nhà để mà chuẩn bị để tát nước hay là gì đó. Nó hồi trước thì nó không có nhiều như vậy, nó chỉ ngập lưng lửng ở dưới thôi, khoảng chừng 5-6 tấc thôi, bây giờ nó lên một thước 2 đó, thành ra không có trở tay kịp để vô nhà dân á. Thành ra chú bán đây này là chiều là thấy hơi lắc rắc là chú phải vô nhà để lo trong nhà. Hồi trước thì nó có ngập rồi, nhưng mà nó cũng chưa, nó nổi từ năm nay thôi. Chỉ có từ năm nay là cái bữa ngày 15 nó là bắt đầu nó dâng lên gần gấp đôi cái mức cũ. Rồi coi như cái thoát nước ở Võ Ngân bây giờ nó thoát rồi thì nó lại dột xuống đây. Thì phải làm những cái chống như vậy để mà chặn lại thôi, chứ đâu có xử lý gì được. Chặn vậy, nếu mà chặn được thì chặn, còn không được vô nhà thì thôi chịu thôi chứ không sao. Nâng nền có nhà nâng được, nhà nên không có điều kiện nâng. Đó. Chứ đâu phải nhà nào cũng nâng hết, mà nâng lên con đất nghỉ dắt xe ra vô rất là khó, đàn bà con gái dắt cũng được. Theo Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, đường Dương Văn Cam bị trũng thấp cục bộ so với khu vực xung quanh. Hệ thống thoát nước được đầu tư đã lâu, cống quá tải khi mưa lớn, không đảm bảo khả năng thoát nước. Đơn vị cũng cho biết giải pháp cấp bách để chống ngập cho các tuyến đường như Dương Văn Cam là thường xuyên duy tu nạo vét hệ thống thoát nước, đặc biệt là tuyến cống tại các cơ sở. Nằm trên đê Yên Phụ, trạm trung chuyển xe buýt Long Biên, quận Ba Đình trước đây từng được biết đến là một trong những điểm đỗ lớn và hiện đại nhất ở thủ đô. Thế nhưng thời gian gần đây, trạm trung chuyển này ngày càng trở nên lộn xộn, xuống cấp, sự nhếch nhác trên vỉa hè và dưới đường đi làm xấu đi hình ảnh của địa điểm này. Đây thì là các cái chỗ mà nền nhà ấy cháu ạ, cái nền đường đi như này rất là bẩn. Các cháu quay trực tiếp lên thì là để cho các cấp chính quyền người ta nhìn thấy, người ta giải quyết để người ta xây sửa lại cho nó đẹp, để cho người dân người ta đi người ta không ngã. Chứ những người mà già nữa, tí nữa người ta bước vào nó sẽ bị cập kênh, nó bẩn lắm cháu ạ. Và những lúc mưa xuống thì vẫn một phát nó phụt nước lên, bắn hết lên chân lên người. Em nếu mà trong tình trạng ngày mưa thì nó tình trạng sẽ tệ hơn ạ, và sẽ cảm thấy được rõ là nó bị chưa được sạch sẽ lắm. Hơn nữa, tình trạng rất nhiều xe ôm bắt khách và rất nhiều hàng quán gây lộn xộn đang làm ảnh hưởng đến trật tự xã hội và mất an toàn giao thông. Em cảm thấy là hơi phiền mà mới xuống xe là chú ấy gọi mình, chú ấy kéo tay mình luôn. Ôi. Trạm trung chuyển Long Biên nói riêng và những trạm trung chuyển, bến xe buýt khác trên địa bàn thành phố Hà Nội cần được quan tâm và làm mới để làm đẹp hơn cho hình ảnh văn minh của đô thị. Vừa qua, Sở Giao thông Vận tải đã trình lên Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội xem xét 11 dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, trong đó có dự án mở rộng đường láng chiều dài 3,8 km với đề xuất tổng mức đầu tư hơn 21.000 tỷ đồng. Trước phương án mở rộng đường láng, người dân cũng bày tỏ những quan ngại nếu như việc mở rộng đường ảnh hưởng đến hàng cây xà cừ lâu năm ở giữa trục đường láng. Đấy, giờ tiếc em bảo chồng bao nhiêu năm mới được mấy hàng cây, bây giờ mà chặt đi như này thì đúng là chết nắng. Cũng tiếc thật chứ. Nhưng mà thôi, bây giờ nhà nước người ta làm đường thì mình cũng phải chịu hy sinh thôi chứ biết làm nào. Chạy khu này chắc được 1-2 tháng. Thì giống kiểu chuẩn bị đến mùa hè thì mình chạy qua đường nhiều ấy. Nếu ở những khu vực không cây thì nó rất chi là nóng. Nếu mà làm đường lại mà chặt hết cây thì khu này sẽ nắng nóng tợn đấy ạ. Theo đó, Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giao thông Vận tải Việt Đức, Trường Đại học Việt Đức cho rằng sẽ có nhiều phương án để mở rộng đường láng mà không ảnh hưởng đến hàng cây. Nếu như mở rộng mà không mà giảm thiểu
giảm thiểu nhà dân thì phải chặt cây để mở một vài làn đường ở trên cái giải phân cách hiện nay đang trồng cây. Nếu mà mở về phía nhà dân thì không nhất thiết phải chặt cái hàng cây xà cừ ấy đi, chỉ có điều là phải giải phóng mặt bằng, phải đền bù thôi. Rất lớn, tiền đấy rất lớn, lớn gấp rất nhiều lần so với chi phí xây dựng. Còn theo kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội, việc mở rộng đường láng cần có sự nghiên cứu kỹ lưỡng để không gây ra những xung đột về mặt lợi ích trong phát triển giao thông. Khi mà đứng trước những cái dự án mà phát triển giao thông thì chúng ta phải đặt nó ở trên một cái tích hợp nhiều lợi ích. Ở đây chúng ta đang nói việc mở đường và hàng cây. Chúng ta thấy rằng là ngay trong khi đặt bài toán cân nhắc thì việc mở rộng đường cũng có nghĩa rằng là phải chặt cây đi. Thì đấy là xung đột về mặt lợi ích. Tức là nếu mà chỉ lợi ích cho xe ô tô đi nhanh, trong khi đó là môi trường sống trong đô thị kém đi, thì chúng ta phải cân nhắc. Sở Giao thông Vận tải cũng đã tính toán các yếu tố kỹ thuật, thoát nước, môi trường, hiệu quả đầu tư, hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng tới người dân trong khu vực dự án. Đặc biệt, có phương án để ưu tiên bảo tồn hàng cây xà cừ lâu năm nằm trên giải phân cách. Theo kế hoạch, dự án sẽ được lấy ý kiến rộng rãi của các chuyên gia, nhà khoa học, người dân, đặc biệt là người dân nằm trong vùng tác động của dự án. Thưa quý vị, các bạn, bắt đầu vụ sen năm nay, nhiều người đến các ao ở Tây Hồ để mua sen, nhưng có thể đành phải tay trắng ra về vì lý do sen chưa đủ số lượng để cung ứng cho nhiều người. Tầm khoảng 5:30-6 giờ sáng là bạn đến là cùng với chủ đầm sen là chúng ta đi hái sen. Đi trễ thì cũng vẫn có sen, nhưng mà tất nhiên là nếu như bạn không nhanh chân thì sẽ không chọn được những bông sen đẹp, và cũng có thể là có những hôm mà đông khách thì có thể là hết sen. Thì mỗi một lần là tôi sang tôi lấy thì là được 100-200 bông. Đấy, có thể là nó rực lên thì là phải đặt hàng. Chứ còn muốn lấy độ 300 cũng khó. Còn nếu không thì chỉ có là xếp hàng lấy được 100-200 thôi. Ao sen hơn 2 hectare của ông Nguyễn Đức Trung ở Hồ Tây là nơi để ông cùng khách hàng thoải mái chọn hái từng bông sen đẹp để về sử dụng với nhiều mục đích khác nhau, như làm bông chưng, sử dụng bông để chế biến các món ăn, và đặc biệt hơn là làm đạo cụ chụp ảnh tại ao sen. Giờ này là cái lượng sen nó cũng chưa được nhiều lắm, nhưng mà khách đến hỏi cũng rất là nhiều rồi. Đấy, mọi người đến thật ra vào cái thời điểm mà rộ thì chắc là cũng chả đủ sen cho người ta lấy đâu. Cũng lắm khi là cũng nhiều người đến là cũng phải đi về đấy. Bởi vì là người ta không báo trước thì nó cũng khó cho nhà đầm, cũng không sắp xếp được, đâm ra là cũng không có sen để cấp cho người ta hôm đấy. Ông Trung chia sẻ thêm, ao sen nhà ông có khoảng 2 hectare, tuy nhiên ông đã không hái bông sen của hơn 1 hectare quanh ao để bông sen nở đẹp cho du khách chụp ảnh lưu niệm khi đến với thủ đô Hà Nội. Ngày 26 tháng 5, cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước đang điều tra hai vụ tai nạn lao động liên tiếp tại thị xã Trơn Thành, tỉnh Bình Phước. Theo thông tin ban đầu, chiều tối ngày 25 tháng 5, nữ công nhân 39 tuổi trú tại thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại khu vực buồng sấy thuộc công ty LSB, khu công nghiệp Bicamet Bình Phước, thị xã Trơn Thành, tỉnh Bình Phước. Thời điểm xảy ra vụ việc, người phụ nữ này đứng trên càng xe nâng do một nam công nhân điều khiển để sửa ống hơi của lò sấy. Trong lúc đang sửa thì cửa lò sấy mở, chèn nữ công nhân vào khung ngang trên cửa. Ngay sau đó, các công nhân tắt nguồn hơi để cửa hạ và đưa nữ công nhân đi cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng, nữ công nhân này đã tử vong. Cũng tại thị xã Trơn Thành, đầu giờ chiều ngày 23 tháng 5, xảy ra vụ tai nạn lao động ở công ty trách nhiệm hữu hạn AW thuộc khu phố 10, phường Hưng Long. Hậu quả khiến một nam công nhân bị thương nặng. Sau 3 ngày cấp cứu tại bệnh viện thì tử vong. Hiện công an tỉnh Bình Phước đang xác minh điều tra làm rõ hai vụ tai nạn lao động trên. Dự án khu nghỉ dưỡng Hội An Golden Sea tại phường Cẩm An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam có diện tích khoảng 6,9 ha, nằm gần bãi biển An Bàng. Mức đầu tư ban đầu 990 tỷ đồng và sau đó được chủ đầu tư là công ty cổ phần đầu tư năm sau nâng lên hơn 2.000 tỷ đồng. Dự án này gồm tổ hợp căn hộ khách sạn và biệt thự cao cấp tiêu chuẩn 7 sao, triển khai thực hiện từ năm 2019 và dự kiến bàn giao năm 2021. Nhưng sau hai lần gia hạn tiến độ vẫn dang dở và dần trở nên hoang phế. Hiện trạng các tòa nhà loang lổ nhếch nhác điều hiu. Theo chủ đầu tư, nguyên nhân dự án phải dừng thi công hơn 3 năm nay là do chưa được cấp giấy phép xây dựng. Và khi ông đỏ ở đây thì cái du lịch thì không ra bờ bữa, không được phát triển. Người dân bây giờ thì mình mong muốn một nhà nước hay là khách sạn chỉ để hoạt động xây dựng là cho đẹp, sạch sẽ để du lịch. Tại dự thảo dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ mới nhất,
một số đơn vị, chuyên gia kiến nghị nên hạ độ tuổi người được điều khiển xe gắn máy. Cụ thể, thay vì người từ đủ 16 tuổi trở lên, đề xuất quy định người đủ 15 tuổi trở lên được phép điều khiển xe gắn máy. Thông tin đề xuất này đang nhận về nhiều ý kiến trái chiều của người dân. Thật ra mình thì thực ra là con của mình đang nhỏ, chắc chắn là mình cũng không thể cho con mình dưới 16 tuổi mà đi xe là mình không mong muốn. Cái lứa tuổi đấy là lứa tuổi mà các bạn đang quá trẻ và tính hiếu động còn quá cao. Nên là khi mà các bạn ra ngoài bố mẹ không kiểm soát được thì nó cũng rất nguy hiểm cho những người tham gia giao thông. Theo tôi là độ tuổi đấy thì cũng nên chưa nên cho học sinh đi xe máy, bởi vì là các bạn đi chưa có bằng, chưa thi bằng ấy, đi rất là nguy hiểm. Cái thứ nhất là chưa đủ sức khỏe, cái thứ hai là các bạn cũng chưa có bằng lái, rồi cũng chưa đủ tuổi để mà đi thi bằng lái. Ra đường các bạn đi có thể là vẫn đa tuổi, nó chưa tự nhận thức các thứ được nên là nó đi, nó phóng nhanh rồi nó vượt đèn đỏ các thứ là không chấp hành được. Nếu mà có các cái trung tâm đào tạo để cho các em từ độ tuổi 15 tuổi trở lên ấy mà được đào tạo bài bản trong những cái trung tâm thì lúc bây giờ là mình mới yên tâm được để cho các em đi xe. Trước vấn đề trên, tiến sĩ Khương Kim Tạo, nguyên phó tránh văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho rằng quy định để trẻ từ đủ 15 tuổi trở lên được điều khiển xe gắn máy là chưa thực sự phù hợp. Các nước phát triển rồi, người ta vẫn quy định là 16 tuổi trở lên mới được lái xe gắn máy. Các cháu mà dưới 16 tuổi thì cái khả năng về mặt tư duy và khả năng về trách nhiệm nó chưa được ổn định, chưa tốt bằng 16. Bởi vì năm 15 tuổi nó chưa thể có thể hiểu hết được những cái khía cạnh liên quan đến an toàn. Đứng về mặt chịu trách nhiệm hình sự là bây giờ là những người mà giám hộ cho các cháu phải chịu trách nhiệm, chứ còn bản thân các cháu có chịu trách nhiệm đâu. 16 tuổi thì nó mới gọi là hiểu tương đối thì và người ta mới cho trẻ lái xe gắn máy và không có giấy phép lái xe. Chúng ta hình dung như thế. Để giáo dục kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ cho trẻ, tại dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ cũng quy định, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Bộ Công an và bộ ngành có liên quan xây dựng, tích hợp, lồng ghép kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ và chương trình giảng dạy trong nhà trường và các cơ sở giáo dục khác phù hợp với từng ngành học, cấp học. Từ giữa tháng 5 hàng năm, thành phố Tuyên Quang bên dòng sông Lô như được khoác trên mình diện mạo mới khi các loài cây vào mùa nở rộ với sắc tím của hoa bằng lăng, sắc đỏ của hoa phượng rợp các con phố, tuyến đường và những không gian công cộng. Hoa bằng lăng, hoa phượng bắt đầu bung nở vào đầu tháng 5, nhưng thời điểm giữa tháng 5 trở đi mới là rực rỡ nhất. Loài cây này mỗi năm chỉ nở hoa một lần và cũng báo hiệu mùa hè đã đến. Hoa có màu tím rất đặc trưng, nổi bật giữa các loài cây khác trên các con phố. Ngoài bằng lăng, cây phượng cũng nở rộ thời điểm này đã tạo thêm những sắc màu tươi mới cho thành phố Tuyên Quang, một đô thị với mật độ cây xanh rất lớn. Cây bằng lăng, cây phượng được trồng tại thành phố Tuyên Quang từ nhiều năm nay nhưng tập trung chủ yếu tại đường chiến thắng sông Lô, nơi được quy hoạch thành công viên, không gian công cộng cho người dân. Ngoài ra, những loại cây này còn được trồng xen kẽ với các loại cây đô thị khác trên các tuyến phố như 17 tháng 8, đường Tân Trào đã tạo bóng mát và cảnh quan cho đô thị. Phạt đến 5 triệu đồng nếu người dạy lái xe ô tô không có cạnh hỗ trợ học viên. Khoản 1 và điểm A khoản 3 điều 37 Nghị định 120/2019 NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, quy định về xử phạt các hành vi vi phạm quy định về đào tạo, sát hạch lái xe như sau: phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng đối với giáo viên dạy lái xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: giáo viên dạy thực hành để học viên không có phù hiệu học viên tập lái xe tập lái hoặc có phù hiệu nhưng không đeo khi lái xe tập lái; giáo viên dạy thực hành chở người, chở hàng trên lái xe tập lái trái quy định; giáo viên dạy thực hành chạy sai tuyến đường trong giấy phép xe tập lái, không ngồi bên cạnh để bảo trợ tay lái cho học viên thực hành lái xe, kể cả trong sân tập lái hay ngoài đường giao thông công cộng; không đeo phù hiệu giáo viên dạy lái xe khi giảng dạy;
không có giáo án của môn học được phân công giảng dạy theo quy định hoặc có giáo án nhưng không phù hợp với môn học được phân công giảng dạy. Giáo viên dạy thực hành không mang theo giấy phép lái xe tập lái hoặc mang theo giấy phép lái xe tập lái đã hết giá trị sử dụng. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng. Đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây, cơ sở đào tạo lái xe không bố trí giáo viên dạy thực hành ngồi bên cạnh để bảo trợ tay lái cho học viên thực hành lái xe, bố trí giáo viên không đủ tiêu chuẩn để giảng dạy. Trong tháng 5, trên phạm vi toàn quốc xuất hiện liên tiếp các trận dông lốc sét gây thiệt hại về người và tài sản. Ngày 21 tháng 5, hai người đàn ông ở Long An bị sét đánh tử vong khi đang làm việc ở khu vực đồng ruộng. Trước đó ngày 19 tháng 5, hai người phụ nữ ở Thanh Hóa bị sét đánh tử vong khi đang đi xe máy trên đường và đang gặt lúa trên đồng. Những ca thiệt mạng do sét đánh khi đang làm việc ở đồng ruộng xảy ra rất phổ biến. Dự báo viên phòng dự báo số trị Viễn Thám, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã phân tích nguyên nhân và cảnh báo một số tình huống nguy cơ cao. Những cái nơi đồng ruộng và nương rẫy là những cái nơi mà rất dễ thu hút sét đánh xuống thì là cái điểm mà nó sẽ cao hơn cái khu vực trống trải, dễ bị thu hút sét. Và trong khi bà con tham gia lao động thì có thể thường là sẽ cầm theo các cái công cụ lao động bằng kim loại. Hoặc là bà con khi thấy rông sét thì có thể túm tụm lại một nơi và trong lều lán để tránh sét, dễ thu hút sét đánh vào cái khu vực này. Có một cái tình huống nữa, đấy là khi bà con chăn thả gia súc thì khi sét những cơn rông kéo đến thì gia súc nó sẽ túm tụm lại và bà con sẽ thường là sẽ cố gắng lùa cái đàn gia súc. Và cái bối cảnh này cũng là cái bối cảnh rất rủi ro. Từ tháng 3 đến nay, trên phạm vi toàn quốc đã xảy ra nhiều trận mưa dông, tập trung nhiều vào thời điểm chiều tối và đêm. Đại diện cơ quan khí tượng đã đưa ra dự báo về khoảng thời gian thường xuất hiện hiện tượng mưa lớn, đi kèm với các hiện tượng thiên tai nguy hiểm khác. Theo về mặt thời gian, thì sẽ xuất hiện dông sét nhiều nhất vào cái thời kỳ và giai đoạn chuyển mùa, vào khoảng cuối tháng 3 cho đến tháng 5, ngay thời gian bây giờ cũng là cái thời gian mà cái tần suất xuất hiện dông sét rất nhiều ở Việt Nam. Và sang đến mùa hè và cái đoạn cuối mùa hè sang mùa thu, hoặc là với các tỉnh phía Nam, đấy là cuối mùa mưa chuyển sang mùa khô. Đấy là những cái giai đoạn mà có nhiều dông sét. Theo khuyến cáo của Tổng cục Phòng chống thiên tai, khi xảy ra mưa dông kèm sấm chớp, mọi người đang ở ngoài đường phải hết sức chú ý, cần nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn. Vừa qua, Sở Giao thông Vận tải đã trình lên Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội xem xét 11 dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông. Trong đó có dự án mở rộng đường láng chiều dài 3,8 km với đề xuất tổng mức đầu tư hơn 21.000 tỷ đồng. Trước phương án mở rộng đường láng, người dân cũng bày tỏ những quan ngại nếu như việc mở rộng đường ảnh hưởng đến hàng cây xà cừ lâu năm ở giữa trục đường láng. Đấy, giờ tiếc em bảo trồng bao nhiêu năm được mấy hàng cây, bây giờ mà chặt đi như này thì đúng là chết nắng. Cũng tiếc thật chứ. Nhưng mà thôi, bây giờ nhà nước người ta làm đường thì mình cũng phải chịu hy sinh thôi chứ biết làm nào. Chạy khu này chắc được 1-2 tháng. Thì giống kiểu chuẩn bị đến mùa hè thì mình chạy qua đường nhiều ấy. Nếu ở những khu vực không cây thì nó rất chi là nóng. Nếu mà làm đường lại mà chặt hết cây thì khu này sẽ nắng nóng tợn đấy ạ. Theo đó, Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giao thông Vận tải Việt Đức, Trường Đại học Việt Đức cho rằng sẽ có nhiều phương án để mở rộng đường láng mà không ảnh hưởng đến hàng cây. Nếu như mở rộng mà giảm thiểu nhà dân thì phải chặt cây để mở một vài làn đường ở trên cái giải phân cách hiện nay đang trồng cây. Nếu mà mở về phía nhà dân thì không nhất thiết phải chặt cái hàng cây xà cừ ấy đi. Chỉ có điều là phải giải phóng mặt bằng, phải đền bù thôi. Rất lớn, tiền đấy rất lớn, lớn gấp rất nhiều lần so với chi phí xây dựng. Còn theo kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội, việc mở rộng đường láng cần có sự nghiên cứu kỹ lưỡng để không gây ra những xung đột về mặt lợi ích trong phát triển giao thông. Khi mà đứng trước những cái dự án mà phát triển giao thông thì chúng ta phải đặt nó ở trên một cái tích hợp nhiều lợi ích. Ở đây chúng ta đang nói việc mở đường của hàng cây. Chúng ta thấy rằng là ngay trong khi đặt bài toán cân nhắc thì việc mở rộng đường cũng có nghĩa rằng là phải chặt cây đi. Thì đấy là xung đột về mặt lợi ích. Tức là nếu mà chỉ lợi ích cho xe ô tô đi nhanh, trong khi đó là môi trường sống trong đô thị kém đi thì chúng ta phải cân nhắc. Sở Giao thông Vận tải cũng đã tính toán các yếu tố kỹ thuật, thoát nước, môi trường, hiệu quả đầu tư, hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng tới người dân trong khu vực dự án. Đặc biệt, có phương án để ưu tiên bảo tồn hàng cây xà cừ lâu năm nằm trên giải phân cách. Theo kế hoạch, dự án sẽ được lấy ý kiến rộng rãi của các chuyên gia, nhà khoa học, người dân, đặc biệt là người dân nằm trong vùng tác động của dự án. Ngành học hot, ngành học ra trường có việc làm, ngành học có lương hấp dẫn là những từ khóa được nhiều thí sinh tìm kiếm trong mỗi mùa tuyển sinh. Vậy ngành học nào sinh viên tốt nghiệp có việc làm cao nhất? Theo khảo sát từ Học viện Tài chính, nhiều ngành học có tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm lên đến 97-98%. Với các lĩnh vực như là ngôn ngữ Anh, quản trị kinh doanh, kinh tế, tài chính ngân hàng, kế toán và
hệ thống team quản lý. Với 6 ngành đào tạo này thì chúng tôi có các cái chuyên ngành trong các ngành đào tạo này và khá là đa dạng và cho cái sự lựa chọn của thí sinh. Và các chuyên ngành, các ngành này thì cũng đều đáp ứng rất tốt cái nhu cầu của xã hội. Trên qua cái khảo sát tình hình sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm sau 1 năm, báo cáo Bộ Giáo dục Đào tạo và công khai trên cổng tin của học viện, thì trong cái năm gần nhất thì cũng 98,13% sinh viên ra trường có việc làm sau 1 năm, và trong 3 năm gần nhất thì tỷ lệ này đều trên 97%. Tại trường Đại học Hà Nội, các ngành ngôn ngữ có tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng ngành cao, nhận về mức lương hậu hĩnh và đa dạng vị trí việc làm. Kết quả khảo sát sinh viên sau 1 năm tốt nghiệp ở trường cho thấy rằng là những sinh viên tốt nghiệp các ngành ngoại ngữ thường có tỷ lệ việc có việc làm đúng ngành nghề rất là cao, thu nhập cũng cao hơn mặt bằng chung của xã hội, và bản thân những sinh viên tốt nghiệp ngành ngoại ngữ thì có những cái sự năng động nhất định, cho nên có thể công tác làm việc trên nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau, có sử dụng ngoại ngữ như là một công cụ trong công việc của mình. Theo lời khuyên của các chuyên gia tuyển sinh, điều quan trọng nhất khi lựa chọn ngành nghề là nhìn nhận rõ năng lực và sở thích của bản thân. Chỉ khi nhìn nhận rõ năng lực của mình, các em mới có thể chọn đúng nghề, đi đường dài với nghề, tiết kiệm thời gian, tiền bạc và công sức. Tập trung đất nông nghiệp từ năm 2025 cần lưu ý điều gì? Khoản 1 và khoản 2 điều 192 Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 1/1/2025. Tập trung đất nông nghiệp là việc tăng diện tích đất nông nghiệp để tổ chức sản xuất thông qua các phương thức sau đây: chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp theo phương án dồn điền, đổi thửa, thuê quyền sử dụng đất, hợp tác sản xuất, kinh doanh bằng quyền sử dụng đất. Việc tập trung đất nông nghiệp phải đảm bảo các nguyên tắc sau: bảo đảm công khai, minh bạch, tự nguyện, dân chủ, công bằng; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhà nước, người sử dụng đất và của tổ chức, cá nhân có liên quan, không ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh; tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, phù hợp với đặc điểm về đất đai, địa hình, khí hậu, văn hóa, quá trình chuyển dịch lao động, chuyển đổi nghề, việc làm ở nông thôn của từng vùng, từng khu vực, từng địa phương và phù hợp với nhu cầu của thị trường. Xin chào quý vị và các bạn, quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết tuần tới của báo Lao động. Ngay sau đây Huyền Trang sẽ đem đến thông tin xu thế thời tiết đáng chú ý nhất trong tuần tới. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao nên trong tuần tới khu vực Bắc Bộ thường có mưa trong thời điểm chiều và đêm, cục bộ có mưa to đến rất to. Cụ thể, theo biểu đồ nhiệt của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực thủ đô Hà Nội trong ngày thứ hai đầu tuần, tức là ngày 27 tháng 5, thời tiết nắng nóng là chủ đạo với nhiệt độ dao động trong khoảng từ 28 tới 35 độ C. Từ ngày thứ ba đến ngày thứ sáu, tức là từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 5, Hà Nội chịu ảnh hưởng của không khí lạnh yếu, vì thế thời tiết có sự thay đổi, nhiệt độ có xu hướng giảm. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Thời gian mưa dông tập trung vào chiều tối đến đêm và sáng, cục bộ có mưa to, ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng từ 33 tới 34 độ C. Khả năng từ ngày thứ bảy, tức là ngày 1 tháng 6, thời tiết nắng ráo quay trở lại. Hai ngày cuối tuần nhiệt độ dao động trong khoảng từ 25 tới 34 độ C. Tuần tới, khu vực từ Thanh Hóa tới Thừa Thiên Huế từ đêm ngày 27 đến ngày 2 tháng 6, khả năng nắng nóng kéo dài, nhiệt độ cao nhất trong tuần phổ biến từ 35 tới 37 độ C. Còn ở phía Nam, gió mùa Tây Nam hoạt động yếu dần nên hai ngày đầu tuần khu vực thành phố Hồ Chí Minh dự báo mưa giảm, thời tiết nắng nóng là chủ đạo. Nhiệt độ trong ngày thứ 2 và thứ 3 dao động trong khoảng từ 25 tới 35 độ C. Trong hai ngày thứ 4 và thứ 5, gió mùa Tây Nam có xu hướng mạnh lên, khiến thời tiết vẫn chuyển biến, mưa gia tăng, mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm với mức nhiệt dao động trong khoảng từ 25 tới 34 độ C. Dự báo thứ 6 ngày 31 tháng 5 đến cuối tuần thời tiết nắng nóng quay trở lại, ba ngày cuối tuần nhiệt độ dao động trong khoảng từ 25 tới 35 độ C. Và dưới đây sẽ là những thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị, tiếp nối bản tin sẽ là thông tin thời tiết biển. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tuần tới khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa được dự báo có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sóng cao từ 1,5 tới 2,5 mét, biển động. Quần đảo Trường Sa cũng cảnh báo có mưa, sóng cao từ 1 tới 2 mét.
Về thời tiết trên đất liền thì cơ quan khí tượng cũng cảnh báo trong những ngày giữa tuần tới nhiều khả năng xuất hiện những điểm cục bộ mưa to ở vùng núi phía Bắc do tác động của khối không khí lạnh yếu. Vì thế người dân và chính quyền địa phương cần có phương án đề phòng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dự báo thời tiết tuần tới của Báo Lao Động. Cảm ơn các quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đừng quên ấn like và subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.